Con đứng đây nè, con nhìn xuống con thấy con biết gì hết trơn á. Là lúc đó con nhìn xuống con thấy dưới đó là người ta đứng gì nè. Tôi đứng tôi xả tóc xuống dưới. Đứng cúi đầu xuống hả con? Dạ, đứng cúi đầu vậy nè. Thế con sợ quá, con kêu em con là em Ken ơi Ken cái gì kìa Ken thấy không? Cái em con nhìn nó trợn mắt hoài à, con sợ quá, con kêu em con đi ra luôn. Đứng trong cái cửa sổ đó hả con? Dạ. Cửa sổ cuối cùng á chú. Tiếng nói chuyện. Tiếng nói chuyện hả? Có khách thì á. Ê, cái gì vậy? Ừ. Đi. Cái gì vậy? Đi lẹ lẹ. Ai trời đá vậy? Gì trời? Trời ơi. Thấy gì vậy? Ê, từ con. Trời ơi té bây giờ. Từ. Dạ, mấy anh em xin kính chào quý vị cô chú anh chị, chào mừng quý vị cô chú anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của mấy anh em. Thì hiện tại mấy anh em đang có mặt ở núi Cấm cả nhà. Hôm nay anh Tài nói là tới đây đi kiếm cái bé gái gì đó. Thì nói chuyện với mẹ bé gái thì bé gái ngồi ở đó đó cả nhà. Thì anh không biết là cái câu chuyện mà hôm nay á, anh muốn kể cho em với lại mọi người trên kênh của mình đó là nghe cái gì anh? Mà phải lên tới tận núi Cấm đi kiếm một đứa bé gái vậy? Thì chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cả nhà về một câu chuyện của một bé gái năm nay trên 10 tuổi rồi. Mà chính xác thì mình không biết là có đúng là 10 tuổi hay là 11, 12 tuổi gì không. Thì bé vô tình đưa khách qua một cái ngôi nhà hoang. Không phải là đưa qua ngôi nhà hoang mà là cái ngôi nhà hoang cạnh một cái đền. Cái đền. Một cái đền thờ. Nhưng ngôi nhà này bỏ hoang rất là lâu rồi. Và bé đã gặp một cái hình bóng của một người phụ nữ ở trong căn nhà hoang đó. Và không biết là câu chuyện như thế nào mình cũng chưa nghe rõ nữa. Thì hôm nay đến đây thì mà cả nhà mình cùng với em Vũ để nhờ một bé gái trên núi Cấm chia sẻ lại câu chuyện đó. Ê, đang làm gì ta? Xin chào con. Con đang làm gì đó? Làm gì vậy? Con lụm đá để con chơi ném đá. Ê trời ơi. Bây giờ ném đá không? Không, anh cũng chưa biết cái trò này sao. Cái trò đó chơi sao con? Nó chơi ném vô mấy cái ô á. Mấy cái ô sao? Ném mấy cái gỗ để rồi ném vô á. Là cái trường ném đá ở đây thì là cái trường ném đá mình biết anh. Ném vô mấy cái ô. Sao rồi sao ngồi ở đây của mình thì không ai ra lựa cùng với con? Dạ con lựa con chơi. À mình cũng chơi vậy ha. Dạ. Mắt bị gì đỏ bên này kìa cả nhà. Không biết anh để em hỏi ha, tại vì em hơi thắc mắc cái bé một xíu. Không biết là con hôm nay bao nhiêu tuổi ra? Dạ con 11. 11 tuổi. Dạ. Con tên gì? Dạ, con tên Phương Linh. Phương Linh 11 tuổi. Thì chú có được nghe chú Tài nói cho chú á, là con khi mà con đi lên trên núi á, con có gặp một cô gái đúng không? Dạ. Cô gái ở trong nhà hoang hả con? Dạ. Hả? Nhắc tới bé sợ hay sao? Đúng không? Con có gặp đúng không? Dạ có. Hỏi bé bắt đầu. Đời luôn á. Con nhắn trả lời luôn á cả nhà. Sao vậy ta? Bây giờ đi, con có thể nào dắt chú với chú Tài đi lên lại chỗ đó được không? Dạ được. Sao hồi nãy chú hỏi con trả lời sợ hả? Chứ nói con giật mình. Trời. Bây giờ con dắt chú với lại chú Tài đi lên trên đó đi, rồi cái gì trên đường đi thì mấy đứa cháu mình nói chuyện ha. Dạ. Rồi, đi con. Thì bây giờ mấy anh em đang trên đường đi theo chân cô bé đi tới cái nơi mà cô bé gặp được cái người phụ nữ bận áo trắng mà tóc dài đó cả nhà. Nhưng mà cái chuyện rất là ghê cả nhà. Đó, mọi người nhìn xung quanh đi. Cái nơi này toàn rừng không à, rừng với núi như thế này nè mà gặp cái người phụ nữ mà xả tóc dài mà bận áo trắng như vậy thực sự là anh nghĩ nó là cái gì anh Tài? Có nghĩa là bé nói với mình là bé gặp được một người phụ nữ trong ngôi nhà bỏ hoang trên núi này hả? Đúng rồi anh. Lúc nãy anh nghe, anh đứng xa anh nghe không rõ. Thì cái câu chuyện này thì thấy nó cũng có gì đó tâm linh đó. Để thẳng trên đường này, trên đường đi như vậy nè. Để lên mấy anh em mình hỏi trò chuyện bé kỹ hơn về cái vấn đề này ha. Ừ. Linh ơi. Dạ. Tôi chỉ hỏi nè, là cái lúc mà chú hỏi là tại sao con đi lên trên này vậy con? Dạ con dẫn khách đi cúng. Dẫn khách đi cúng ha. Dạ. Rồi mỗi lần con dẫn như vậy là có mình con đi hay là có ai đi cùng nữa không? Có em con đi chung. Em con? Ủa em con là cái bé mà nhỏ xíu xíu hả? Bé gái nhỏ xíu hả? Dạ không. Chứ ai ta? Bé Ken. Bé Ken. À là bé trai á hả? Dạ. Ồ, hai con nhỏ xíu thì dám đi trên này luôn? Con dẫn đòn nó đông lắm. Đông lắm hả? Dạ. Rồi đi như vậy con có được cho tiền gì không? Dạ, có lúc cho, có lúc không cho. Có lúc không cho nữa hả con? Dạ. Rồi mỗi lần cho gì thì mọi người cho thì con được nhiêu? Có lúc cho con với em con 10.000 20. 10.000 20 hả? Dạ. Rồi cái lúc mà con lấy cái tiền đó con làm cái gì? Dạ con đưa mẹ để giữ cho con đi học. Năm nay con học lớp mấy rồi Linh? Dạ con học lớp 3. Ý sao con lớn vậy mà học lớp 3? Từ từ, con học lớp mấy con? Con hôm nay con học lớp 3 sang năm con mấy? Gì vậy Linh? Con không biết. Con hồn. Con ve phải không? Con ve mà tưởng quá giặt không à? Hết hồn chứ. Ủa? Rồi bà ngắn nó đây. Rồi bà ngắn nó rồi. Vậy 4 người mà mất tiêu 1 người cả nhà. Kìa lên tới kìa. Hết hồn. Hết hồn. Ủa mà sao con nói 11 tuổi mà con học hiện tại là con học lớp 3 hay lớp 4? Dạ lớp 3. Sao con không mới học lớp 3 vậy? Tại con trễ 1 năm. Học trễ 1 năm hả? Dạ. Con chắc là trễ 1 năm không? Dạ chắc. Dạ yeah, con trễ 1 năm con học ở lại lớp mấy lần? Không có ở lại lớp mà con không đi học. Con 11 tuổi là... Ủa? Học lớp 4. Con không có đi học. 4 lớp 5. Là 10 tuổi là lớp 4, 11 tuổi là lớp 5. Mà năm nay là lớp mấy? Lớp 3. Năm nay là lớp 3. Vậy là phải là trễ 2 năm. Trễ 2 năm. Thì con là lớp 5 đúng không? Dạ. Không, con không có học. À. Con không có học. Con không có học hả? Là dạ. Con là sao con? Là lúc đó là con ở dưới Bạc Liêu rồi con không có học. À, lúc đó con không có đi học ha. Dạ. Con bắt đầu học là lớp 1 luôn hay sao? Lúc đó là con lên đây là con học lớp 1. Tính ra là con bị trễ 2 năm học á. Còn con đi cái đường này con không sợ hả con? Dạ không. Sợ con gian gì? Cái đường gì lỡ gì có tình trạng gì xảy ra không sao? Dạ, mẹ con đi là mẹ con nhức đầu 2 ngày chưa hết nữa mà con đi không bị gì hết trơn. Con đi không bị gì hết trơn luôn. Ý, dạ. Mẹ con đi vô đây là bị gì? Bị nhức đầu 2 ngày chưa hết nữa. À, mẹ con đi vô con đường này là bị nhức đầu 2 ngày không hết. Dạ. Mùa khô hết ta, mùa khô cây cối nó khô hết trơn em ơi. Từ đây vô căn nhà nó gần không con? Dạ gần tới rồi chứ. Gần tới à hả? Dạ. Con, khi mà con gặp cái người phụ nữ đó là con có nhìn thấy rõ cái khuôn mặt hay là hình dáng người phụ nữ đó không? Con thấy con không có thấy cái mặt mà con thấy cái tóc xõa dài dữ lắm chú. Xõa dài hả con? Xõa dài tới đâu? Dạ tới bụng. Ồ là cái kiểu mà tóc ở đằng sau là họ để lên đằng trước hay là họ chia ra cái mái họ để dài xuống dưới con? Để ra đằng trước hết trơn luôn, che cái mặt lại luôn. À, là tóc từ đằng sau họ cuộn lên trước hết trơn à. Người ta con thấy đứng im gu à. Không có trả lời gì hết trơn. Con nhìn người phụ nữ đó có giống người nào ở hàng xóm mình không? Dạ không. Con có từng gặp con người đó chưa? Dạ con gặp có 1 lần rồi sau đó mẹ không cho con đi nữa. Không, ý của chú là con từng gặp trước đây á, là con có từng thấy cái ai mà giống cái người phụ nữ đó không á? Dạ không. Không luôn hả? Dạ, con thấy đứng ngay cái cửa sổ bên đó đó chứ. Rồi, cửa sổ đó. Dạ đó, hồi con đứng ở đó. Con đứng đâu? Con đứng ở ngay gần cái ghế đó, ghế của ông á. Xong con nhìn xuống con thấy con kêu em con. Ghế của ông là ghế của ai ta? Đâu có ghế của ông. Ghế của ông Vũ á. Cô chú coi. Dạ ở đây nè. Trời ơi. Nè. Ê, cái gì em? Con bé cũng sợ luôn kìa. Thấy ngôi nhà không? Bên trong chú không làm cái gì người ta là người ta không có làm gì chú hết trơn á. À. Người ta chỉ cho chú thấy thôi à. Ở này chú. Cái ghế này chú. Cái ghế này cái gì con? Dạ. Linh ơi, dạ. Ghế này ghế gì? Ghế của ông vua á. Ghế của ông vua hả? Dạ. Ủa, vị vua gì con? Vua Gia Long. Vua Gia Long à. Ghế của ông vua Gia Long là như là ở đây có cái lịch sử gì đúng không con? Con có biết không? Dạ. Là mẹ con kể là đánh quân vô đây nè, rồi chú ngủ trong đây á, rồi cái ghế ông ngồi ở trong. Ghế ông ngồi ở đây là ghế của vua, là ngồi chỗ này là trong cái thời gian mà đánh quân đúng không? Dạ. Mẹ con kể là cái này hồi xưa nó nhỏ lắm, bây giờ nó bự. Như nó mọc lên, nó lớn lên. Ở đây là một nhánh trong cái địa danh trên núi Cấm cả nhà, một nhánh của cái ngọn núi Cấm. Cái gì kìa? Là nơi này là của vua Gia Long từng ở đây. Sao ta cúng tiền vàng bạc dữ vậy ta? Mình không biết mà có cái gì tròn tròn. Tiền thiệt phải không? Tiền đô thiệt của em ơi. Đó, phải không? Ê, không phải. Tiền đô Mỹ mà nó lạ lắm. Ê, cái... Sao gương với lượt ở đây nó vậy? Nè. Người ta cúng. Cúng gì sao? Chứ đừng có đụng vô mẹ con. Người ta cúng là mẹ con không có cho đụng. Sao có gương với lượt ở trong nó vậy con? Dạ con không biết nữa. Cúng cho người mất hay sao? Rồi cái thời gian mà con đi lên lần cuối con lên đây là phải bao nhiêu lâu rồi con? Dạ, mấy chục năm rồi. Con không nhớ nữa. Không, ý là cái lần cuối con lên đây ấy, con mới có 11 tuổi hay sao mấy chục năm được? À, lúc đó con lên đây con nhỏ xíu à. À là cái lần con gặp. Ê, tôi nói mấy chục năm có phải bé Linh không hay là ai vậy? Ê, phải không vậy? Là lần cuối lúc lên đây là lúc đó bao nhiêu tuổi ta? 5 tuổi. 5 tuổi, hiện tại 11 tuổi, cách đây khoảng 6 năm. 6 năm mà nói mấy chục năm giật mình nha. Phải không? Chắc không vậy? Như thấy mà con kêu học, con học trễ có 1 năm mà con hiện tại này học lớp 3 mà trong khi đó là chú hơi nghi là con bị ở lại lớp nha. Con có chắc là cái thời gian con chính xác không? Con lâu lắm rồi. Nói chung là lâu lắm rồi con không nhớ chính xác đúng không? Vì sao sao nói 5 tuổi? Tại chắc là 5 tuổi. Đúng không? Chắc không? Chắc 5 tuổi không? Chắc. Tao con chỉ chính xác cái vị trí mà của cái người phụ nữ đứng đi chơi cho mấy cô chú xem. Dưới tay. Thế là con với em con đứng đây nè, con nhìn xuống con thấy con biết gì hết trơn á. Là lúc con nhìn xuống con thấy dưới đó là người ta đứng gì nè. Người ta đứng xả tóc xuống dưới. Đứng cúi đầu xuống hả con? Dạ, đứng cúi đầu vậy nè. Thế con sợ quá, con kêu em con em Ken ơi, Ken cái gì kìa, Ken thấy không? Cái đó em con nhìn nó trợn mắt hoài à, con sợ quá, con kêu em con đi ra luôn. Đúng trong cái cửa sổ đó hả con? Dạ. Cửa sổ cuối cùng á chú. Cái khuôn mặt của bé giống như là một cái nét đẹp ngộ lắm. Năm nay là con 11 tuổi đúng không? Dạ. Nhưng mà cái gương mặt của bé giống như người Ấn Độ vậy Vũ. Em thấy có thấy vấn đề đó không? Mắt bé rất là to, mũi cao nữa. Ước mơ là nữa con làm cái gì? Con YouTube. Gì ước mơ làm YouTube hả? YouTube mấy chú vậy hả? Thôi khổ không coi, không sướng đâu. Thì con hết quay YouTube. Làm hoa hậu đi. Làm hoa hậu nhí đi. Hoa hậu nhí được á. Ừ, hiện tại là con làm hoa hậu nhí được á. Đây nè cả nhà. Mắt to, mũi cao, môi cũng đẹp nữa. Và đặc biệt rất là giống người Ấn Độ là có nước da ngâm ngâm. Đúng không? Đó, giờ hiện tại là bé đi. Như con đang lúc gần đây con đang bị bệnh đúng không? Nên chán có gió nè. Đây nè cả nhà. Con giật. Con nhức đầu quá, con giật. Đó, nên sao nhức đầu? Con không biết nữa, cái lúc mà con không bị đau răng là nó nhức mà con không ngủ được, nó nhức hoài luôn. Ôi trời ơi. Nhức con muốn xỉu. Thêm cái dấu đỏ đỏ đây, rất là giống đặc trưng của người Ấn Độ nữa. Mà sao đau răng mà không chịu đi nhổ răng? Dạ tại không có đủ tiền. Tại vì mẹ của bé bán nước trên này anh, và ba bé thì đi canh ở dưới kia mà lo cho gia đình không có mấy người ta. Dạ cỡ 6 người. 6 người. Mà cái việc mà bán nước anh thì thực sự là không có bán được nhiều hết. Thì đa số khách đó họ vô họ ra mua được tầm 1 chai nước à. Tất cả mọi thu nhập, nguồn thu nhập chính là nhờ bà ba của bé. Mà anh nghe nói cái mức lương của ba bé hình như có 5 triệu một tháng nè. Em nghe nói là bảo vệ mà. Bảo vệ thì lương không được cao. 5 triệu một tháng là đâu đủ lo cả gia đình, nên ra cái việc mà nhổ răng, đến cái việc nhỏ nhất như nhổ răng cũng khó. Chưa được 5 triệu chứ. Chưa được 5 triệu nữa hả? 4 triệu mấy à? 4 triệu mấy con? Con cũng không biết nữa. Vậy là bé biết mức lương của ba là chưa được 5 triệu. Vậy là một ngày con đi học được nhiêu tiền nè? Dạ 20. Chiều 15. Buổi chiều 15. Dạ. Vậy là một tháng đứa 1 triệu mấy rồi đó. Có lúc ba không có tiền, ba nắm cơm cho đi học. Rồi ba cho 5.000 uống nước. Nắm cơm là sao? Nắm cơm cục đó. Bây giờ cơm mình cục anh để đem theo lên trường. Em cứ nghĩ là những cái này được từ hồi xưa thôi. Từ hồi xưa mới có ở đây là thời buổi nó phải nói là 4.0 rồi cả nhà. Mà dưới thời đại 4.0 này vẫn còn cái tình trạng như thế này đây. Nó có bé rất là xinh đẹp lễ phép nữa. Vậy em hiểu lý do tại sao mà bé lại em của bé lại hay dắt khách lên đây rồi. Tại vì nếu mà hơn đi thì được khách cho 20, 10.000, 20 gì đó. Có thêm tiền để mà phụ giúp gia đình nữa. Thì đi học. Bữa nay sao con ở nhà vậy? Dạ, con nghỉ thứ Bảy Chủ Nhật. Thứ Bảy Chủ Nhật. Rồi bây giờ mình quay lại câu chuyện mà của cô gái đó đi. Cái việc của con thì lát nữa khi mà ngưng camera thì chú lại chú Tài ở đây sẽ tìm cách để giúp đỡ tụi con, cho con không. Chú Tài chỉ cho con ít tiền để thứ Hai con đi học ha. Dạ con cảm ơn. Bây giờ mình tới quay trở lại với cái ngôi nhà này. Bây giờ con dám lại đó không? Dạ dám. Giờ đi. Hai chú đứng đây, con đi đó mình dám không? Một mình hả? Hai chú đứng đây. Có gì chú chạy trước. Sao? Nói chứ để là con thấy con đi thấy một đúng mình, con hơi sợ thôi à. Để con thấy hơi sợ. Đúng ở chỗ đó đúng không? Dạ. Giờ ai trước? Con một mình hơi sợ. Em đi trước đi, em không sợ mà em đi trước đi. Không em sợ. Em sợ. Em muốn đứng đây mà có gì em chạy cho lẹ. Thôi giờ mình đi chung đi. Bé, em nghĩ thì để cho bé đi khúc đằng sau đi. Tại vì cái nơi này thực sự rất là nguy hiểm. Đúng rồi. Một nơi cái này là nhìn sơ qua bỏ hoang rất là lâu rồi. Cái này ở đây lâu chưa con? Dạ mấy chục năm luôn rồi chú. Lâu lắm rồi. Lắm như là khi con lên đây cũng đã có rồi ha. Dạ. Rồi ba mẹ con nói nơi này có lâu rồi. Và khi mà gặp cái chuyện đó là không cho lên đây nữa. Dạ. Mẹ con nói là có người ta mất ở chồng mà còn nhỏ xíu luôn. Còn nhỏ xíu luôn hả? Dạ. Nếu như mà mất, mới sinh ra là mất. Nếu như mới sinh ra mà mất, vậy là cái người phụ nữ mà con thấy là ai? Con cũng không biết nữa. Mẹ con nói là cái đúng nhà hả? Này của ông nào á mà con không có nhớ tên. Vậy là có thể là không đơn giản là mất một đứa bé đó không, mà còn vậy là còn vong hồn của đứa bé nữa. Cả cái vong hồn cái người cô gái mà cô bé thấy là chắc chắn là không phải là người rồi. Cái thiếu cái người phụ nữ mà bé thấy là không phải người rồi. Không, mình cũng không chắc được anh. Tại vì đây là anh nghĩ một nơi hoang vu như thế này, có thể là người ta muốn hù. Hù à? Để cho khỏi lại gần. Mẹ con nhà cũng thấy một người nữa mà răng nanh mọc hai bên. Có răng nanh nữa. Rồi xong rồi không. Cái mặt màu xanh lè luôn. Không đơn giản như là người ba con thấy không? Dạ ba con thấy một người phụ nữ mà mặt đầm màu đỏ bông bông, đi cầm theo cái bị. Lúc đó là ba con đi cắt cỏ ở bên nhà con á, đốt rồi thì ba con thấy đi ngang qua rồi cái mất tiêu luôn. Ba con chạy, ba con hỏi mẹ. Ba con đi được nửa đường mà không có thấy ai hết trơn. Ba con vô hỏi mẹ con có thấy ai không. Cái gì ở đỏ dưới đó hả ta? Cái gì? Ủa cái gì ở đỏ dưới cái cửa sổ hôm trước nè. Cái đó là mất tiêu rồi. Cái cây hay gì đó. Không, cái lá là chú thấy được, cái lá nó màu nâu. Sao mất tiêu rồi đó. Nãy đang nói chuyện quay qua thấy cái gì màu đỏ trong cửa sổ hôm trước anh. Chú sợ là người ta không có làm gì chú hết trơn á. Đúng rồi, người ta làm gì được chú gặp cái gì chú chạy lẹ lắm. Chú không có chọc ghẹo người ta không có làm gì hết trơn. Không, cái nơi này á, em chỉ nghĩ là người ta giống như là người bình thường như mình nè. Đó, mình hù để cho không có ai lại gần ngôi nhà thôi. Để bây giờ mình kiểm tra ngôi nhà xem sao. Nhưng mà nếu như là có rất là nhiều người thấy tình trạng này xảy ra rồi cả nhà. Nên đâm ra là con đi theo sau mấy chú thôi, đừng đi vô trước nha. Con đi sau con sợ lắm. À là con phải đi trước à? Dạ. Hay là con đi giữa? Con đi giữa. Con đi giữa hai chú nha. Dạ. Rồi đi với cháu mình đi. Đi. Rồi, anh phải đi trước anh Tài. Ở đây là chỗ thờ ha. Ở đây có giếng nước đó này phải không? Cái bồn nước. Dạ. Xin đừng bỏ. Nó bị hơi khô nước. Dì dám xuống không chị Ngân? Không, chị không xuống. Chị xuống đứng đây rồi. Trời ơi, đứng đây có mình chị làm sao? Ba em xuống đứng đây mình luôn hả? Chị thấy nó sợ sợ làm sao, nhìn xa xa nó cứ cũng tưởng như có ai đi khắp khắp đó. Không mà tự nhiên hồi nãy em ngó xong tức, bây giờ anh thử đi xuống khúc này đi. Nó làm sao chứ em thấy nó ngớ khúc này á. Không, chị có cảm giác là khu này nhiều người âm lắm. Là tính ra hồi nãy bé kể là bé nè, mẹ của bé nè, ba của bé luôn, là ba người gặp ba cái tình trạng mà khác nhau luôn. Có người phụ nữ áo đỏ nữa, có người là có rõ nanh và gương mặt màu xanh luôn. Bé thì bé không thấy mặt cái gì hết mà bé chỉ thấy một người phụ nữ. Ủa mà con, từ nãy giờ chú quên hỏi, cái bộ áo trắng đó là bộ áo gì con? Dạ đầm. Bộ đầm hả? Bộ đầm trắng? Dạ, cái tay dài. Tay dài, bộ cái đầm tay dài đứng kia nè. À, là đầm liền đúng không? Đầm liền từ trên đến dưới đúng không? Dạ. Trời ơi, nghe ghê trời. Rồi có cái phần mà có răng nanh nữa anh. À. Răng nanh là mẹ con thấy khác, còn cái này con thấy khác. À, là mỗi người thấy một thứ khác nhau đó. Dạ. Ai dẫn đầu? Đi. Em đi trước đi. Em đi trước luôn hả? Ừ, em đi trước đi. Em đi trước sao em chạy? Em gan lắm. Anh đi trước đi. Con trước đi. Con chú đi. Con chú đi hả? Dạ. Thôi tụi con đi ở giữa đi, con đi ở giữa với cô chú đi, để chú đi trước cho. Ủa sao đây cháu, mình có xuống ta? Dạ, chú xuống được á. À, có đây nè. Ủa con mình xuống ở dưới này chưa, mình không biết. Dạ, con dẫn khách qua bển, con cũng đi xuống dưới với khách nữa. Khách vô đây làm gì con? Dạ, người ta cúng rồi, người ta cúng mấy bánh kẹo á. Ừ. Ở dưới. Vô đây luôn hả con? Dạ. Cúng bánh kẹo à? Dạ. Là cái chỗ kia đúng không? Cái chỗ mà chai nước này nọ đúng không con? Dạ. Bánh kẹo khi nào xin số không chú? Có thể. Cái này người ta xin nhiều lắm. À, có dụng mà xin số nữa nè. Dạ. À. Quẹt cũng có một cái này. Ngon bi rất là nhiều, đủ mọi thứ luôn. Ồ, như là ở đây mỗi ngày cúng nữa anh ơi. Ừ. Cái căn nhà đổ sạch hết trơn rồi. Chứ giờ thì không sao đâu chú. Không sao hả? Dạ. Ờ quên nữa, lúc nãy là con gặp, con kể chú nghe là con gặp cái người phụ nữ đó. Mặc áo trắng. Dạ. Ở trong đây mà bữa đó là buổi sáng hay buổi chiều? Dạ lúc đó là buổi chiều. Buổi chiều hả? Chiều. Dạ. Là cỡ giờ này không con? Dạ, dạ hơn một chút. Tối hơn một chút hả? Hơn một chút thôi. Trời ơi, sao bây giờ đó mà con dám đi dắt khách như vậy con? Tại lúc đó con đâu có tin cái gì đâu, con đi rồi con gặp. Con không có tin hả? Dạ con không sợ luôn. Không sợ luôn? Dạ. Con không sợ gì hết luôn? Dạ không. Mà con dắt khách là con mới đi đầu đúng không? Dạ. Con với em con đi đầu. Hai chị em chút xíu nha, lát nữa thì dòng rồi đi. Mà Vũ sẽ quay cái nhà xin bé xíu xíu à, không có to. Hoặc là có thể là để cái ở video sau. Ở video sau thì Vũ sẽ quay cậu bé đó cho cái nhà mình xem. Hình như thuốc còn không kìa Vũ. Đúng rồi. Mà như nó không cháy nữa. Không cháy à? Đi vô đó coi. Đi. Ổn ngon đi cái này nó sập dưới Tài. Dạ không. Sao không biết? Ở phía sau sập rồi. Nó cứng lắm chứ. Cứng cái gì vậy? Ê, cái này là cầu cơ chắc luôn nè. Tiền vàng bạc đốt hết luôn kìa. Còn dư một miếng. Ừ. Nhưng vậy là chứng tỏ ở nơi này có rất là nhiều người chứ không có phải là một người nữa. Không có phải là không có người lui tới chỗ này, rất là nhiều người từng lui tới đây là cái nhà. Ừ. Đặc biệt là gần đây là vẫn có người lui tới ở đây. Thứ nhất là quẹt rất là mới này. Đó, rất là mới luôn. Tàn dùm lum như kìa, tàn mà đốt hết. Nhan rồi tàn cho, tất cả mọi thứ đều còn mới cả nhà. Đây lạnh mà. Anh thấy là lạnh rồi đó. Là nếu mà tính cái cửa sổ cuối là cửa sổ dưới này đúng không? Dạ. Được không em? Ê, cái cây này không được đâu nghe, con đứng ngoài này đi con. Con đứng ngoài này. Cái cây. Cái gì? Cái cây xiên đẹp thấy không? Đây. Đây nó ngã đó. À, cái này. Ừ. Đừng đụng nó. Cái máy toàn đó nè. Cái gì? Mới thấy gì? Đúng cái này ngoài này hay sao rồi? Mình đâu có gì trắng ta. Cái dậm chân đó nè. Đâu? Cục trắng đó. Đâu không? Nguyên cục đó. Cục đá vậy? Là cục nào ạ? Nè. Là ngôi mộ. À, cái giếng tự là hết hồn. Cái giếng hả? Ừ. Cái giếng đâu đó nữa. Giống như cái giếng vậy hình vuông. Tự làm hết hồn tự có cục có cái gì trắng trắng ngoài này chứ. Chuẩn bị em chạy luôn rồi đó. Nãy mới nghe tiếng bước chân ngoài này đấy nha. Vậy là cái chăn cái cửa sổ này. Cái gì đó, cái gì luôn. Con đi ra đây. Đi ra đây, ra đây. Cái hơi nguy hiểm. Ê, sập hết trơn rồi. Trời cái gì? Ổ gì anh? Ổ vô. Nhìn giống cái đầu không? Ổ mối. Nhìn giống như cái đầu không? Giống mà. Giống đầu người hả? Ừ, y chang cái đầu người luôn ấy. Này ổ mối ổ giò ta? Em không biết đâu. Ủa quá trời bự. Cái này mình sạch hết rồi. Có bánh nữa kìa. Ờ. Cái máy chanh ghê quá. Rất cũ rồi mẹ cả nhà. Đi ra sao luôn hả? Gì em? Đừng coi cái cây nào mà nó cản vô trong nhà thì ý người ta clip cái toilet luôn hả? Nghĩ là nó sập bên rồi nhưng mà ta clip đâu. Em ở giữa rừng làm gì có điện mà gắn ổ điện chỉ tay. Nè. Ở ngoài cô điện cái tiếng gì nãy giờ quạ bên này quá lên. Gì hả? Nãy giờ em thấy cái tiếng như là tôi nghe tiếng bước chân, bây giờ nghe hướng nào? Hướng bên này nè, cái hướng mà cái bên mà anh thấy cái chỗ mà cái gì cái ở trên đầu em Vũ ơi, chậm trên đầu em kìa. Cái mái tôn nó sắp ngớt xuống rồi. Sao đi ra nè, vướng cái áo kìa, có cái áo. Nhẹ nơi cái đó rớt cái đầu mới. Em ra trước đi. Đạp cho mấy cây nguy hiểm quá. Đâu, em nghe hướng nào đâu? Hướng nghe. Nhà bếp phải không? Nhà bếp. Ừ, như là cái nhà luôn á. Cái này nó bị sập. Sập luôn rồi. Ờ, đây là cái cột lên. Ừ. Đó, sắt vẫn còn nè. Nhà bếp. Đây là phía sau ngôi nhà hoang. Ở trên núi Cấm cả nhà. Bên này đây là cái giếng thử. Cái đó cái giếng hay ngôi mộ ta? Ừ, có gì đó mấy chuyện ngang qua nè. Cái gì á? Mấy chuyện ngang qua cái giếng này. Đi qua. Đi con Vũ. Chạy vô bên đây nè. Em quay được không? Em không biết nữa. Tại cái hiện tại là cái góc của em là đang để trong năm không có biết là trong camera có thấy rõ hay không. Cái này chắc phải nhờ Vũ, phải nhờ Vũ xin chị. Nếu như Vũ xin chị thấy được cái gì trong video thì hãy để lại comment cho Vũ nha. Tại vì Vũ không, khi mà đi vô trong này á, Vũ phải nhìn đường. Tại vì nếu mà không nhìn đường thì chắc chắn là mình sẽ bị té hoặc là gặp những thứ nguy hiểm hết cả nhà. Đúng rồi. Nên không có thể nào mà để ý video được. Hồi nãy Vũ thấy cái gì bị chạy qua bên này nè. Bò hả? Gì đó màu đen, dễ lắm anh. Màu đen hả? Con thú ơi. Chắc con gì vậy? Sóc ngang gì phải không? Không, nó ở dưới đất, nó bự lắm chứ không phải nó nhỏ. Không lẽ ở đây là có heo rừng? Chắc heo rừng á. Cái khu này làm gì còn heo rừng anh? Còn em. Còn không? Còn em. Ở trên núi Cấm này có một cái ngọt cái khu vực á là có rắn hổ mây bự luôn. Còn luôn. Mà em coi cái giếng nè. Cái bự cái gì nữa? Cái giếng khô gan. Anh nghĩ là heo rừng. Bóng nó cao mà. Ở bên ngoài căn nhà thấy mới quá hả em? Trời ơi, hết hồn con. Ơi. Gì con? Mới ngồi đó cái này. Làm cái hết hồn thì tình chứ. Đây chín luôn đó. Làm cái hết hồn ơi con ơi. Này, ở bên ngoài căn nhà còn rất là mới nhưng bên trong nó sập nó hết rồi. Gì con? Sao con? Cái nhà nhìn mũi rồi. Đứng mà từ xa nhìn con bé về không sợ thôi luôn á. Đó. Đó, đứng ngay cửa sổ nhìn ra hết hồn luôn. Kêu chú ơi nữa chứ. Đây, sắp vòng lên trên nè. Vòng lên trên xem chưa. Thực sự là Vũ muốn đi kiếm cái màu đen đó nhưng mà nó... Anh thấy rõ không? Rõ. Hồi nãy nghe tiếng bước chân lúc anh nhớ ở trong này không? Em nghe tiếng đạp chân rõ ràng luôn ở ngoài khúc ngay cái chân chỗ này luôn nè. Anh không nghe gì chân. Em nghe rõ ràng luôn. Xong hồi nãy lúc mà em đứng bên bển á, đứng ở bên góc này nè, nhìn qua đây là có để mới quay cái góc này luôn. Mà không biết có thấy được không, tại vì cái cây nó chằng chịt quá. Nó lẹ lắm, nó cao không phải là thí dụ như heo rừng đi là cũng có này. Đúng không? Cao lắm cả đây cho cái này luôn á, đó. Mình thấy cái này nè. Với một cục luôn. Chị phất ngang qua chỗ đó đó. Chứ anh nghĩ là anh qua mắt anh sao chứ anh không nghe cái gì chứ. Không nghe mà không thấy luôn. Hồi nãy em có nghe. Thật tình đó. Được sao ta? Vũ thì đó giờ Vũ chưa có thấy những cái chuyện này cả nhà. Thật sự luôn. Chưa có thấy nhiều về những cái chuyện này khi mà đi khám phá ở vùng An Giang. Là chưa từng thấy. Mà hôm nay thật sự là nó làm sao á. Nhưng mà cái cây cũng nhiều quá chắc Vũ đi vô cả nhà. Sợ ở đây hồi rắn nó bò ra. Một cái chân em ơi. Em biết cây này cây gì không? Cái gì? Rõ giờ anh chưa từng gặp cái cây nào lạ như gì luôn. Cây này cây gì cả nhà? Cả nhà biết, cả nhà bình luận cho hai anh em. Có ngứa không ta? Không biết nữa, vì đứng sừng tới đây nè. Cái lá nhọn nhọn kìa. Đừng thử đi. Sao đi? Đừng thử ngứa không? Nó cản đường hết trơn rồi. Đụng thử đi. Không dám đụng. Không biết cái lá này lá gì không con? Dạ không. Nè. Nó không có ngứa. Không ngứa. Không ngứa hả? Ừ. Rồi đi vô. Ê. Đúng rồi. Sức như vậy chân. Sau lần đó con mẹ cắm lên đây luôn. Là con có lên lại cái này một lần nào nữa không? Con tổ ong hả? Ở đâu? Có. À, ê, ông rùi hả? Không chích mình Tài. Ông lá. Nó chích không? Chích. Đụng thử chích không? Thôi đừng đụng. Đúng đi. Không dám đụng. Lấy cây con, lấy cây chọt thử coi. Con bé này thực thà ghê luôn á. Nó giỡn xíu à. Miễn mẹ con ra qua đây là mẹ con về bị bệnh hả? Dạ, nhức đầu. Nhức đầu à? Dạ. Là bao lâu rồi mẹ con không qua đây? Dạ, lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi mẹ không qua ha? Dạ, bữa trước mẹ con có qua, mẹ con nhức đầu, xong mẹ con nghỉ qua. Dạ, là mẹ con cũng không có qua luôn? Dạ. Mẹ con cũng không có qua? Dạ. Tuy người lớn cái nhà nhưng mà vẫn sợ, cũng không dám qua đây luôn. Mà thiệt, hồi nãy em thấy cái gì mà đó thiệt. Thấy thiệt không? Anh thấy ra có thấy gì đâu, thấy cái giếng không à? Cái chị ngang cái giếng á, đi thui à. Gì con? Thì tiếng nói chuyện. Tiếng nói chuyện hả? Có khách thì gì á. Ê! Cái gì vậy? Ui! Đi! Cái gì vậy? Đi, lẹ! Ai chọi đá gì á? Ủa trời! Gì trời? Trời ơi! Thấy gì vậy? Ê, từ con! Trời ơi, té bây giờ! Từ! Tự nhiên đang trong đó cho một cái đùng. Em nói là có cái gì ở ngoài. Em nghi là ai á, hù mình cái gì á. Mà hồi nãy chạy nhanh lắm. Anh đảm bảo là người ta chọi đá luôn. Đúng rồi, nghe tiếng chọi đá rõ ràng luôn. Trời ơi. Nãy con có nghe không? Dạ có. Nó phải mình, em hay là anh nghe đâu. Bé nó chạy muốn sức dép luôn. Rồi, chạy muốn sức dép luôn cả nhà. Con giật mình. Con giật mình hả? Dạ. Rồi thêm mấy chú nữa. Mấy chú nhát vừa gì? Mấy chú đi đầu mấy chú cũng ít nhát lắm. Trời ơi. Thật lắm. Gì? Ra luôn hả vậy? Có trái gì màu đỏ kìa. Khóm hả? Chứ khóm gì ngộ ta? Khóm sống nó màu gì á chú? Là khi chín nó màu gì? Chín nó màu vàng. Chín nó màu vàng hay là khi còn sống là nó màu đỏ với tím hả? Màu đó màu tím không, với gì ta? Khóm này khóm lạ mà. Khóm này khóm núi cấm phải không? Dạ, khóm gừng. Khóm gừng hả? Khóm gừng nó đỏ. Khóm này mà Tết ta bán trái mấy chục ngàn á. Ở đây Tết mà bán trái mấy chục ngàn, ở đây thì đâu từng mua đúng con? Dạ. Mình đi hái hả? Cái này người ta trồng hay sao? Chính người ta cũng lấy mất tiêu à. À chính người ta canh người ta hái đúng không? Dạ. Wow, khóm lạ các bạn ơi. Vậy là khu vực này là ngoài gia đình con ra là còn có nhiều người nữa hả? Dạ. Người ta đi cúng bên này á. Người ta đi cúng hả? À, vừa thấy chính là bẻ luôn. Trời ơi con ơi. Con trái rừng cũng không có được ăn nữa. Mệt quá. Thôi lần nào những video của Vũ bất ổn vậy. Lần nào cũng muốn đi kiếm mà thực sự mấy cây nó nhiều quá. Hồi nãy đi ra cây nó nhiều quá. Ừ. Nó chằng chịt ít luôn mà nếu mà chạy hồi nãy là không, lúc mà nó chạy nó không nghe tiếng động nữa. Ừ. Bởi vậy lúc đứng trong nhà thì nghe tiếng động nha, em nghe rất là rõ cái tiếng cái bước chân mà đạp lá đó cả nhà. Lúc nãy con có nghe ai bước chân giống như tiếng bước chân ở ngoài không? Dạ không. Có mình em nghe luôn, rồi xong có mình đúng mình nghe luôn. Bây giờ cái đầu nãy giờ đang nhức từ nãy tới giờ luôn cả nhà. Bước vô cái nhà nhức tới giờ luôn. Bị cái đầu luôn hả? Ừ, bị cái đầu nhức từ nãy giờ. Bây giờ mình đi dài xuống cái giếng đi. Nói ra hỏi chị coi có thuốc cái đầu không? Cái chỗ cái giếng đó có ai gặp ma rồi đó không con? Dạ không. Không gặp ma trong giếng hả? Người ta đi tới cái giếng này là người ta đi ra rồi. Ơi, cái gì vậy? Cái giếng này hả con? À, cái kiểu mà người ta không có chơi vô á. Cái khách vô tới đây rồi đi ra, người ta không có tới. Sao vậy? Sao họ vô đi ra con? Tại con cũng không biết nữa. Tới giếng đi vô. Vậy ừ. Là khu vực này bởi vì mấy đứa nhỏ mới dẫn ta đi được. Có nghĩa là đi vô đây. Ê, từ là con quay lại chú nào có gì đâu, có gì đâu. Là con nói là khi họ thấy cái giếng này họ đi ra đúng không? Dạ. Là lúc đó có người dẫn đi không? Dạ. Hay là họ tự đi một mình? Họ hỏi mẹ con xong đi một mình. À, là cái giếng này hay giếng kia? Dạ, giếng đó. Là tới đúng giếng này lại đi ra. Dạ. Ai cũng vậy. Có duyên mới vô được. À, có duyên mới vô được. Ai cũng vậy, cái nhà đây nè, cái giếng bên này, giếng bể bên này cả nhà. Là người ta cúng cái chỗ cái ghế ông vua đúng không? Họ muốn lên cái ghế ông vua. À. Nhưng mà họ tới đây là họ không dám đi nữa. Ừ. Mà anh nhìn như vậy em dám đi không? Em nói thiệt á. Mùa này là đỡ đó, mùa mưa còn dữ nữa. Đó, anh nhìn đây, để cho cả nhà mình xem luôn. Đó, cái khung cảnh như vậy. Đúng rồi. Tại sao ai dám đi? Thật sự luôn á, nếu mà không có bé dẫn thì thực sự là em không dám đi vào con đường này nữa. Đường mòn mà nó rất là nhiều ngã nha. Đây nè, nó có đường mòn nè. Bên này cũng có cái giếng nữa nè. Đó, bên này cũng có cái giếng nữa nè. Quá trời luôn, cây có cái gì đi, chưa kể là rắn rít này nọ nữa, rất là nhiều. Sao ai dám đi được? Rồi sau mấy năm trời thì con mới quay lại chỗ này đúng không? Dạ. Con thấy như sao? Cái này cứ còn sợ như được trước không? Dạ không. Hồi nãy có mấy lần anh đi em thấy bé, em chịu bé, mặt bé sợ mà thấy rõ trên khuôn mặt của bé luôn á. Không, anh thấy là lúc đầu tiên á, là có một cái gì đó lạ về bé, là mình hỏi là bao lâu rồi con không lên đây, cái bé trả lời là mấy chục năm. Cái cầu đó, còn mấy chục năm mới ghê á, tại vì khu vực này người ta cúng dông rất là nhiều. Có khi một dông nào đó dựa vô nói gì ta, đúng không? Biết con vợ, con biết mình lên để người cổ ra sau để biết chạy nào nữa, núi không được đi xuống con sông. Ổn con đi kỳ vậy. À, con cười được cả nhà, con cười được cả nhà hết hồn. Vậy là vẫn thương đúng ha? Dạ. Ừ, lâu chứ mấy chú nói chuyện thì con quay lại con dạ tí hay là con cười mấy chú một cái chú biết. Mà em ơi, anh đi tới đây anh nhớ rồi, chuyến rồi anh có nghe anh Tăng là ba của bé Linh nè. Dạ. Có kể cho anh biết là con gái của anh đã gặp một cái hồn ma ở chỗ cái giếng này nè. Là con gái lớn của anh á, là chị của bé Linh nè. Rồi, với em. Con bị trượt chân. Là chị con gặp ở đây có ai phải không? Dạ, cái giếng ở trong cái ghế. Giếng trong ghế hả? Trong cái giếng này hả? À, cái giếng, không phải. Cái giếng trong ghế nữa con. À. Cái giếng mà hồi nãy, lúc em chạy ra mất tiêu rồi. Rồi cái bóng đèn này em thấy không? Cái giếng gần cái ghế, trong cái ghế. Giếng bắt quái hả? Là cái giếng mà gần cái chỗ mà bự á. Bự à. Có nước đúng không? Hồi nãy là mấy chú cháu mà đứng ngay đó đúng không? Dạ. Là gần cái chỗ ghế vô luôn. Dạ. À vậy là cái giếng gần này cái miếu mà màu vàng đó. À. Có giếng mà có nước á. Là con cho hỏi nè. Lúc đó là chị con thấy cái gì? Chị con hay là con chú? Chị con á. Con cũng không rõ nữa, là thấy cái bóng đen á. Cái bóng đen. Mà điều đặc biệt ở đây á là mỗi người trong nhà đều thấy một cái khác nhau. Bây giờ như vậy nè, thường á là những câu hỏi nào mà bị đặt cái gì đó đúng không? Là khi mà trả lời lặp lại á thì sẽ không trả lời được cả nhà. Bây giờ chú hỏi con lại lần nữa nha. Ba con, mẹ con với chị con gặp những thứ gì? Con nhớ không? Nhớ. Thôi con nói lại kia cô chú anh chị về cái tên chú cũng như là cho hai chú ở đây nghe coi được không? Được. Đâu con kể đi. Con thì thấy một người phụ nữ mặc đầm trắng xõa tóc dài. Còn chị của con thấy một cái bóng đen. Còn mẹ con thấy một phụ nữ mặc xanh có hai cái răng nanh. Còn ba con thấy một người phụ nữ mặc đầm màu đỏ, đeo một cái bị cũng xõa tóc dài luôn. Nãy là không có đeo cái bị xõa tóc dài cả nhà, nhưng mà tất cả mọi thứ đều đúng. Bé nói đều chính xác. Là thực sự cái gia đình của bé là sống ở đây đó giờ rồi. Đúng không con? Dạ. Cái giếng này còn nước không ta? Nãy ngang qua mà cũng không có để ý cái giếng này. Không biết cả nhà mình cảm thấy như thế nào về cô bé 11 tuổi học lớp 3. Ô nước này ơi. Ô nước này. Nước cái giếng này tên gì con? Giếng sữa mẹ. Ủa? Giếng sữa mẹ là sao ta? Sao cái tên nghe kỳ vậy con? À, con cũng không biết nữa. Mẹ con nói sao con nói vậy à? À là mẹ con nói tại sao cái giếng này? Người ta nói là cái giếng, tại vì cái nước của nó như màu sữa, màu trắng. À, cái nước giếng màu trắng sữa. Thì tại sao không đặt con sữa bò? Con đúng không? Thì cô gái Hà Lan. cũng được mà, sữa bò là cũng được mà. Mẹ con kể giống như sữa mẹ gì đó mà nó nhạt. À lại nhạt cũng uống được, uống được. Hồi lúc đó là uống được, nó như sữa mẹ vậy đó. Y chang sữa mẹ luôn. Dạ. Con có uống được không? Con có uống không? Dạ lúc đó con có uống. Con uống luôn. Con có uống luôn hả? Dạ. Đã ta, đó uống nước cơm không cả nhà. Đây có uống sữa mẹ. Uống nước sữa mẹ. Nó uống nước cơm mà. Nó sướng như trời. Cái này nếu mà dính sữa mẹ này có thể gọi là sữa của mẹ thiên nhiên. Lúc đó con gặp mấy con ếch màu vàng á, nó nổi lên hoài giờ nó. À, mấy con đó đúng không? Rồi. Đây nè, nằm đây nè, nằm dưới đó. Phải không? Nó chết rồi. Đó, đen thui rồi, vàng kia kìa, đâu rồi? Vàng vàng, nhỏ xíu à. Góc dưới bên tay trái, góc màn hình. Nó khô luôn kìa. Đúng rồi. Đó, con còn. Cô gái chân dài. Bao giờ hồi nãy hỏi là muốn làm youtuber, bây giờ hỏi lại lần nữa là bây giờ sắp này con lớn lên tính muốn làm gì? Youtuber. Muốn làm youtuber hả? Đẹp vậy làm youtuber ổn lắm. Làm hoa hậu đi. Làm hoa hậu đi. Hoa hậu gì? Hoa hậu Núi Cấm à? Giờ hiện tại luôn là hoa hậu nhí Núi Cấm. Hoa hậu nhí Núi Cấm à. Hoa hậu nhí Núi Cấm. Ngồi cứ đặt cái danh nói được không? Hoa hậu nhí Núi Cấm được không? Được. Quái cười. Chỉ rồi anh thấy được có một cái sợi dây màu trắng nữa. Mà chị dây đâu con? Dạ con ngẫm em bé cái nó khóc nó giật đứt luôn rồi. Ồ là anh từng ở đây rồi. Anh từng ở đây rồi. À cái nhà. Mà anh chỉ có ghi hình thôi, chỉ là nói chuyện với gia đình thôi. Bé ba bé đúng không? Ừ. Dạ. Rồi bây giờ mình về hay sao? Chắc video cũng già rồi cái nhà. Giờ khi mà những đoạn video của mấy anh em, cái nhà nhìn vô cái bóng của mấy anh em là biết là khoảng là mấy giờ liền à. Chứ hiện tại là cũng đang chiều rồi. Cũng chập tối rồi cả nhà, mấy anh em tranh thủ để kết thúc video được để có thể chạy về nhà, tại vì cái chỗ Núi Cấm về nhà của mấy anh em là mấy chục cây số rồi, đúng chứ rồi. Không có phải là gần đó mà phải chạy xe nữa, nên ra là chắc là mấy anh em tranh thủ ngồi tới đây thì video. Khoan cái này là cái gì ta? Đây nè, phải để đây không? Cái đó là ba con đổ nước vô á. Vậy hả? Dạ. À dẫn về nhà ha. Dạ. Wow. Gì là khô giếng luôn rồi. Rồi đến đây video của hai anh em đã dài rồi. Xin chúc cô chú anh chị xem video thật là vui. Cô chú anh chị xin ký kênh chia sẻ video dùm hai anh em. Xin chào và hẹn gặp lại. Chú chào con ơi con. Dạ con chào cô chú. Chào cô chú. Rồi chú về nha. Bye con.